sạch rồi, rửa lại. Ôi trời ơi. Cái này quá giờ làm quá mà. Gà. Ghê chưa? Lưng mình phải cắt chạy vô, còn khoảng lam nữa, hơn lam rồi chạy tiếp á, chạy qua chạy sợi góp nè mà dốc này lại ba hà, ghê chở không. Rồi đợi dân ma vô. Đó. Đây cỏ rồi. Rồi cho các bạn xuống máy rồi. Mấy con gà. Nè tài xế này xuống bến này cũng cao ha. Chặt rồi, rửa lại. Rồi. Chạy mẹ đâu trong 42 cống ganh gì kìa anh em ơi. Rồi đợi nó kéo xuống cái nữa. Này bốn con bạn, hai nó cắt hai nó kéo. 70 giờ. Hai đề 22 gì đó anh em. Tới xe bữa này nó cao nhưng mà nó lại ha. Rồi nó kéo anh em ơi, cây ở đây cây cối không mà mấy gõ anh em không cắm rồi nha. Đéo về xuống.
Ôi trời ơi. Bé này quá giờ là nó làm. Ghê ghê ghê. Ghê chưa? Rồi trời ơi đâu. Tưởng hàng không? Ghê nè em ơi, cứu hồn muốn giết. Quá nguy hiểm. Tưởng hàng không? Quá nguy hiểm, chiếc máy này xuống đuôi giật mình hú hồn hú vía luôn anh em. Tàu cái dèo sợ là trời, tưởng đâu mà đụng cái máy kia luôn rồi. Rồi làm lại anh em ơi. Quá nguy hiểm. Mày đổi tài xế rồi đó. Xong thêm một chiếc rồi đó. Rồi đụng vô kinh kinh. Trời ơi. Rồi kéo cầu. Xuống xe. Ồ chạc này cũng bự quá nè. Bà quay máy đi về này chắc mấy đây. Rồi lên đường. Ôi về chiếc anh em ơi. Đây. Con này xuống cái hốt tim với con này nè. Xong anh này là kinh T6 nha anh em.